Chiều ngày 7 tháng 8, báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết hợp tác cùng phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Việt Nam Stronger. Với tinh thần chăm lo vì sự phát triển thể chất, tinh thần cho trẻ em, học sinh khó khăn ở các địa phương trên cả nước. Tham dự lễ ký kết có ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thành viên ban tổ chức. Việt Nam Stronger được tổ chức nhằm vận động sự chung tay cho các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ cho chương trình Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng với khoảng 1 tỷ đồng và dự án IBA, ngôi nhà tri thức, thư viện container trực thuộc Quỹ Tấm Lòng Vàng, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó, chương trình Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường do báo Sài Gòn Giải Phóng phát động nhằm chia sẻ hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh, khích lệ, tạo điều kiện cho các em học sinh phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập. Nội dung chính của chương trình bao gồm các hoạt động như xây dựng các điểm trường, tặng thư viện container, ngôi nhà tri thức với 2.000 đầu sách và đầy đủ trang thiết bị như kệ sách, một máy vi tính, hai máy tính bảng, Smart TV kết nối Internet, phần mềm quản lý thư viện, v.v. Tặng công trình nước sạch, điện thắp sáng, tặng học bổng, đồng phục, sách giáo khoa, tập vở dụng cụ học tập, xe đạp, bảo hiểm y tế, áo ấm, áo phao, sữa, thực phẩm thiết yếu, phù hợp với điều kiện nhu cầu của từng địa phương. Vận động tối thiểu 2 công trình ngôi nhà tri thức trị giá khoảng 500 triệu đồng một công trình và các quà tặng khác trong các hoạt động song hành thuộc chương trình Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng. Tại buổi lễ, báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành góp ý, bàn luận kỹ lưỡng công tác chuẩn bị trước, trong và sau sự kiện, thống nhất về những tiết mục biểu diễn, chủ đề, thiết kế sân khấu, những giá trị truyền cảm hứng trong chương trình, hoạt động đấu giá gây quỹ và đặc biệt là dàn nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn hiện nay, cùng nhau chung tay tạo nên một chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chương trình Việt Nam Stronger dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 2.000 khán giả, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.